Chương 8: Thánh Giuse qua đời. Tác giả: Giuse Lê Ngọc Thành Vinh. Bút danh: Vinh Kiêu. Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống của gia đình Nazareth êm trôi trong hồng ân của Thiên Chúa. Thánh gia vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Giuse và Giêsu vẫn làm việc trong lán gỗ nhỏ, nơi năm xưa hai cha con tìm cách kéo cây gỗ dài ra. Lúc này, do Thái vẫn ở dưới sự cai trị của La Mã, nên thánh gia phải cực khổ lao nhọc mà không thu lợi được bao nhiêu, vì phải chịu một mức thuế rất cao và lắm lúc còn bị người thu thuế bớt xén, gian lận. Hơn thế, thỉnh thoảng quân La Mã lại đến đập phá, bắt bớ một cách vô cớ. Tuy cũng nhiều lúc khó khăn như thế, nhưng với sự đồng tâm hiệp ý và sự cố gắng hết mình của các thành viên trong gia đình, nên mọi vất vả đều trôi qua. Bà Maria vẫn tiếp tục với công việc dệt vải và giặt thuê để kiếm sống. Giêsu càng lớn càng chăm chỉ, khôn ngoan nên trợ giúp ông Giuse rất nhiều trong nghề mộc, nhưng cũng không quên đỡ đần mẹ trong việc nhà. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì. Chỉ có một sự thay đổi đáng kể là sức khỏe của Giuse. Nhận thấy mình đang già đi và thể lực bào mòn vì những tháng năm vất vả trước đây, Giuse biết sức mình đã tận. Ông tranh thủ mọi thời gian để truyền thụ hết các kỹ năng và kinh nghiệm thợ mộc cho Giêsu. Bởi chỉ ít thời gian nữa thôi, anh sẽ phải là trụ cột của gia đình. Giêsu rất thông minh nên dễ dàng lĩnh hội được những kỹ năng cha truyền đạt. Cho dù những việc lớn như đóng giường, đóng tủ, dựng nhà hay những việc nhỏ như chế tác đồ gia dụng, đẽo gọt thú gỗ, anh đều làm thành thạo. Nhưng Giêsu rất khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang thành tích của mình, cũng không bao giờ sử dụng phép lạ để làm cho công việc trở nên nhanh chóng, thuận lợi. Cũng vì thành thạo mọi kỹ năng của nghề mộc, Giêsu có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng anh không đi chơi với các bạn cùng trang lứa mà dùng thời gian ấy cho việc tự trau dồi kinh sách. Bởi giờ này ông Giuse và bà Maria dường như đã không còn gì để chỉ dạy cho anh nữa. Giêsu cũng rất chiều chuộng Simon. Ngoài thời gian nghiên cứu kinh sách, anh thường hay chế tác những con thú lạ lùng đẹp mắt cho người em của mình, hơn cả những tưởng tượng và mong mỏi của cậu bé. Chẳng hạn như con rồng có 7 đầu, 10 sừng và trên 7 đầu đội 7 chiều thiên. Mặc dù vậy, bộ đồ chơi gỗ mà Simon yêu thích nhất lại là bộ tứ hình nhân, sư tử, bò và đại bàng mà Giêsu đã mất công chế tạo trong hơn 3 tháng. Maria thấy vậy vui lắm và nói: "Con thật kỳ tài, không muốn công cha con đã dày công dạy dỗ, mai ngày hắn sẽ phát triển rực rỡ sự nghiệp còn dang dở của cha." Nhưng Giêsu trả lời: "Dạ thưa, con chỉ coi nghề mộc là nghề để nuôi thân. Ước muốn của con là được hàng ngày giảng dạy trong hội đường như ông Nicodemo cơ ạ. Vì việc chính con cần làm ở thế gian là lo công việc của cha con." Bà Maria giật mình và không hiểu hết những lời Giêsu nói, chỉ góp ý nhẹ nhàng: "À, vì con đã trưởng thành, mẹ sẽ để con tự chọn lựa con đường của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, mẹ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ con." Đang nằm trong nhà, ông Giuse nghe những lời chuyện trò ấy thì mỉm cười. Dù Giêsu không chọn con đường kế nghiệp mình, nhưng con đã trưởng thành, ông sẽ không còn phải lo lắng một ngày mình đuổi xa cõi trần thì Maria không biết dựa vào ai. Mấy ngày nay Giuse bị ốm, lần này rất khác những lần đau yếu trước đây, vì ông mệt mỏi, khó khăn để ngồi dậy dù thời tiết khá đẹp. Lúc này đang là mùa xuân, cùng thời điểm năm xưa bà Maria được sứ thần truyền tin. Giuse nằm trong phòng, vẫn có thể cảm giác được bên ngoài trời nắng ấm, có chút gió nhẹ thoảng bay, hương thơm hoa đồng nội lùa vào đầy nhà. Những ngày này, bà Maria và Giêsu thay phiên nhau túc trực chăm sóc ông Giuse không rời, dù còn rất nhiều việc phải làm. Gia đình Nazareth
là gia đình công chính nên đổi sức lao động lấy mức sống vừa đủ, chứ làm gì có của ăn của để. Nay một người ốm thì công việc còn vất vả hơn. Giê-xu phải đảm đương hết các công việc của cha, còn Maria phải dệt vải, giặt thuê nhiều hơn để có tiền thuốc thai cho chồng. Có lẽ người đời sau ai cũng cho rằng ông Giuse là người hạnh phúc nhất thế gian bởi những ngày cuối đời được Thiên Chúa và mẹ người chăm lo. Nhưng nếu được đặt ở vị trí ông Giuse, sẽ chẳng có ai có thể làm được tất cả những điều như thánh nhân đã làm trong suốt cuộc đời. Khi Giuse hiểu đã đến lúc được Đức Chúa Trời gọi về, ông mời bà Maria và Giê-xu đến bên giường dặn dò: Maria này, tôi biết Đức Chúa Trời sắp gọi tôi về. Bà biết đấy, tôi vẫn chưa muốn rời bà và con vì vẫn chưa thật yên tâm. Nhưng tôi phải vâng phục thánh ý, như từ xưa tới giờ tôi vẫn làm. Giê-xu trẻ người non dạ, bà hãy để tâm đến con nhiều, giúp con luôn sống theo thánh ý của Đức Chúa Trời nhiều. Bà Maria nghe vậy nghẹn ngào không nói được gì. Giê-xu vội đỡ lời: Cha cứ yên tâm, con đã lớn rồi, cha biết đấy, bằng tuổi này mẹ con đã kết hôn với cha và đã có con rồi. Ông Giuse mỉm cười: Cha biết con đã trưởng thành, người nam Israel phải mạnh mẽ kiên cường thế chứ. Nhưng con phải biết, lúc ấy mẹ con đã có cha ở bên cạnh, còn bây giờ con là trưởng nam, một trưởng nam còn nhỏ tuổi, con phải là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa cho mẹ con đấy. Giê-xu một tay nắm lấy bàn tay ông Giuse đang giơ lên, tay kia nắm chặt lại như hình nắm đấm, cánh tay gồng lên: Cha xem, con đã mạnh bằng cha lúc cưới mẹ con chưa? Ông Giuse không trả lời, cánh tay ông buông thõng xuống, tuột khỏi tay Giê-xu, và Maria ôm lấy chồng lay gọi và khóc to lên. Chưa bao giờ người ta thấy bà khóc to như vậy, đến nỗi dù trong vùng nhà cửa thưa thớt, những người hàng xóm xung quanh vẫn nghe thấy, vội vã chạy sang. Ông Giuse được chôn cất trong một hang đá cách nhà không xa. Hàng tuần, vào ngày Sa-bát, bà Maria thường cùng Giê-xu đến viếng thăm và cầu nguyện cho ông, đặt trước mộ những hình hoa huệ, loài hoa mà ông Giuse hay chăm tưới lúc còn sinh thời. Loài hoa kết trưng như cuộc đời của thánh nhân được trồng từ chính chiếc cậy đã nở hoa năm xưa, khi ông Giuse giành chiến thắng trước nhiều người đàn ông khác cầu hôn bà Maria nơi đền thờ. Vẫn biết là vâng phục thánh ý, nhưng bà Maria không khỏi buồn đầu khi mất đi người bạn đời đất mực yêu quý, không buồn sao được khi mất đi người đã đồng cam cộng khổ, vào sinh ra từ cùng bà trong bao nhiêu năm, không buồn sao được khi phải rời xa người đã cùng đi Bethlehem, cùng đón đứa con đầu lòng trong hang đá lạnh lẽo giữa đêm đông giá rét, bị truy sát phải chạy trốn sang Ai Cập, cùng nhau vượt thắng cảnh nghèo, nuôi con khô lớn trong mấy chục năm qua. Giê-xu biết vậy nên dành nhiều thời gian chuyện trò hơn với thân mẫu của mình và thường xuyên cùng bà đi đây đó, như thăm hỏi người ốm, giữ các lễ lớn của người Do Thái hay các cuộc vui, tiệc cưới. Maria hiểu hết những gì con làm nên dù bận rộn với những công việc thường nhật nhưng luôn cố dành nhiều thời gian rảnh rỗi, miệt mài trao dồi kinh sách để luận bàn với con. Thành thù hai mẹ con như hình với bóng, dường như không bao giờ rời xa nhau. Thời gian thấm thoát trôi đi, Giê-xu đã thực sự trưởng thành, từ ngoại hình cho đến cách nói năng đã tỏ rõ sự chững chạc. Và một ngày đẹp trời, lúc ấy là năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio Caesar, bỗng dưng người nói với bà Maria: Mẹ ơi, con nghe nói anh con Gioan Bautista, con ông Da Caria đang giao giảng trong hoang địa miền Judea. Đây đúng là thời điểm con lên đường thực hiện nhiệm vụ của cha con. Con bán hết đồ nghề mộc, lấy tiền làm lộ phí đi Galilea nhé. Bà Maria trả lời: Như mẹ luôn nói, dù con làm gì, ở đâu, mẹ sẽ luôn ở bên và ủng hộ con. Giê-xu đáp: Dạ, vậy trước tiên chúng ta hãy đến sông Giô-đan, con muốn lãnh phép rửa như mọi người. Bấy giờ, Đức Giê-xu từ miền Galilea đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan Bautista để xin ông làm phép rửa cho mình.
Nhưng ông một mực can ngăn và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giê-xu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, thì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bây giờ, ông Gioan Bautista mới chiều theo ý người. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Ta có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Chứng kiến cảnh ấy, bà Maria thực sự ngỡ ngàng, nhưng bà cũng hiểu ra rằng từ nay Đức Giê-xu đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, làm mọi sự theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Người ta sẽ gọi Đức Giê-xu là Thầy, và nhân gian cũng sẽ gọi bà là Đức Mẹ.